Xin chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn đang đến với podcast Hardy Plant Doctor, là kênh podcast đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chủ đề nông nghiệp. Hiện podcast của mình có mặt trên tất cả các nền tảng. Các bạn hãy cùng lắng nghe và cho mình thật nhiều feedback nhé. We'll take a little trip over yonder, so I... Dạo này mình lướt mạng xã hội thấy các bạn cứ hơi stress tí lại đòi về chăn bò. Học dốt quá cũng đòi chăn bò. Sếp mắng cũng bảo, thôi về quê chăn bò. Các bạn cứ đòi về chăn bò vì nghĩ nó dễ, nó đơn giản. Nhưng các bạn ơi, dắt mũi chưa bao giờ là dễ cả. Với kinh nghiệm của một người đã từng chăn bò từ năm 8 tuổi, tôi sẽ review cho các bạn một số kinh nghiệm chăn bò như sau. Đầu tiên, các bạn phải có bò trước. Giá bò giống hiện tại đang khoảng 15 đến 20 triệu một con. Mua bê con cũng được, nhưng đừng chọn bé quá nhé. Lũ đấy chưa bị sỏ mũi bao giờ, chúng tỉnh táo nên là khó chăn dắt lắm. Thôi, tôi sẽ coi như các bạn có sẵn bò và cả chuồng bò luôn rồi nhé. Bây giờ, đến việc đi chăn. Đừng tưởng chăn bò là bạn được ngủ dài đến trưa. Mùa hè như này ấy, các bạn phải dậy từ lúc 6:30, cùng lắm là 7:30 để đi chăn bò. Bởi vì bò nó không phải là siêu nhân. Đến trưa nắng quá là nó sẽ phải há mồm ra thở, chứ không thể gặm cỏ được. Chăn bò thì phải chọn lựa địa điểm mà chăn. Cái này tư duy cả đấy không phải vớ vẩn đâu. Hồi xưa tôi cột bò ở đường bê tông, xong hai mẹ con tôi tập thể dục quanh làng. Và không nên chọn các bãi chăn thả thông thường, vì ở đó tuy rộng rãi, nhưng cỏ toàn là các loại cỏ già, ít dinh dưỡng, lại nhiều phân của các con bò khác. Bò nhà mình mà ngửi thấy phân là sẽ không ăn. Vậy nên chăn ở các bờ ruộng, cỏ ở đây rậm rạp, mơn mởn, vừa chăn vừa ngửi mùi lúa non thơm lừng. Nhưng khi chăn ở bờ ruộng, phải chú ý đi cạnh con bò, cầm dây ngắn lại, bò le lưỡi định ăn lúa là mình giật mõm nó lại ngay. Lưu ý, bò cũng biết khát nước. Khi thấy bò le lưỡi thở, hơi thở nặng nề hơn mọi khi, da rẻ khô khan, mắt lờ đờ, không chịu ăn cỏ, thì là nó đang khát nước đấy. Lúc đấy, không cần rót nước hay đặt trà sữa cho nó đâu. Chỉ cần thả lỏng dây ra để nó tự đi. Nó sẽ tìm nguồn nước phù hợp. Sau đó kệ, nó sẽ quỳ hai chân trước xuống để uống nước. Tuyệt đối không kéo mũi hay đẩy bò xuống sông bắt uống nước đâu nhé. Bò không giỏi bơi như trâu. Đợt đấy tôi test thử mà nước chảy xiết tí mất con bò. Và một lưu ý là chúng ta không được sờ hay chạm vào nó. Bò không thích ai sờ vào háng. Bạn có thể vuốt ve lưng nó nhưng không được luồn tay vào háng nó, sờ vếu nó. Cũng không nên vuốt đuôi của nó. Đợt tôi thấy con ruồi hút máu ở háng bò, mới thò tay bắt hộ mà nó đã co chân đá tôi rõ đau. Buổi trưa nắng lên, có thể kéo bò về nhà hoặc tìm chỗ râm mát cột bò. Phải chuẩn bị dây thừng buộc vào một cọc sắt dài khoảng 20 cm, sau đó cắm cọc xuống đất, dùng gạch đá để đập cho đến khi cọc ngập hết. Và nhớ là không được cắm cọc tại các vị trí đất mềm nhũn, để tránh ăn cơm xong không thấy bò đâu, chỉ còn mỗi cái nịt. Vậy nên chúng ta phải đo độ dài dây thừng sao cho độ dài của dây thừng ngắn hơn khoảng cách từ mõm bò ra ruộng lúa. Khi chăn bò thấy bò đực thì phải tránh đi lối khác. Hai con bò, một đực một cái mà thấy nhau, hay bị động đực, nhảy căng căng, con nọ nhảy lên đít con kia, kéo mãi không đi. Ngoài ra nếu bò cái đang mang thai, mà bị thằng kia nhảy lên, tính xiên thì rất dễ bị ảnh hưởng. Cách tốt nhất là tránh đường. Còn khi bò lên cơn động kinh, chạy như bay, lao vù vù, quát tháo không ăn thua, thì chạy về gọi bố chứ đừng đuổi theo, không lại đâu. Khi nào nó mỏi chân mà nó còn sống thì nó tự dừng lại thôi. Hôm nào mà trời mưa thì chúng ta không nên đi chăn bò. Mưa ướt, bò sẽ ốm. Lúc đấy mình phải đi cắt cỏ. Nên là muốn về quê chăn bò thì phải học kỹ năng cắt cỏ nữa. Không phải cỏ nào bò cũng ăn đâu. Hồi xưa bò nhà tôi, nó còn không ăn cỏ mọc dưới ngòi nước, không ăn cả cây hóa cứt lợn. Ngoài ra phải học kỹ năng tỉa lá ngô. Nhỡ xin ai được thì vào ruộng mà tỉa lá đem về cho bò ăn. Trong lá ngô có rất nhiều chất dinh dưỡng, cho nên bò ăn nhanh béo lắm. Tỉa lá ngô thì tỉa 2 hay là 3 lá gần gốc nhất thôi. Đợt đấy tôi tham tỉa một phát lên ngọn, xong lần sau người ta không cho nữa. Và bài học hôm nay hơi dài. Lần sau tôi sẽ dạy mọi người kỹ năng băm cây chuối và pha cám gạo cho bò uống. Ai mà có ý định về quê chăn bò thì đừng nên bỏ qua. Còn ai thấy nản thì hãy tiếp tục học đi, làm việc đi. Và đó chính là nguyên văn bài viết của một tác giả đã được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn và gây được sự chú ý đến với mọi người. Rất tiếc là mình không tìm được chính xác tên tác giả để gửi lời cảm ơn. Hy vọng tập podcast này sẽ là những phút giây giải trí
cũng như là lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những ai có ý định muốn về quê chăn bò. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye.